Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 70 đến 80% số trẻ em từ 10 đến 15 tuổi thích game online. Trong đó, tỷ lệ bị nghiện game chiếm khoảng 10 Recording in đến progress. 15%. Cơ quan này cũng công nhận chứng nghiện game là một bệnh lý trong danh sách phân loại bệnh quốc tế. Khi nghiện game, học sinh sẽ tìm đến các trò chơi kể cả trong và ngoài giờ học, thậm chí chơi game mất kiểm soát. Thực tế đã có nhiều trường hợp giới trẻ mê chơi game hành động mạnh đã bắt chước hành động như nhân vật trong game như đánh, đấm hoặc dùng nhiều lời lẽ tiêu cực không phù hợp với lứa tuổi. Một bức tranh tổng quan có thể thấy rằng xã hội hiện nay giới trẻ bị nghiện online từ game online đến các mạng xã hội online làm cho các bạn trẻ xa dần với thế giới thực, dẫn đến tỷ lệ trầm cảm và tự tử tăng cao của giới trẻ trên toàn thế giới. Sự lạm dụng mạng xã hội ở người trẻ không còn là những hiện tượng mà chúng đã trở thành vấn nạn. Cho đến thời điểm này, chúng ta không thể mãi chọn cách tuyên truyền nữa. Chúng ta cần hành động. Và đó là lý do vì sao Lucamode ra đời. Lucamode với sứ mệnh tạo ra nền tảng tương tác, xóa mờ ranh giới giữa thế giới online và offline bằng cách kéo con người từ thế giới ảo về thế giới thực. Từ đó gia tăng cảm xúc, gia tăng giá trị xã hội để gắn kết mọi người ngay tại thế giới chúng ta đang sống. Với sứ mệnh đó, chúng tôi lên đường với tầm nhìn trở thành nền tảng hoạt động thế hệ mới, kết nối hàng trăm triệu người dùng trẻ và hàng triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới ngoài đời thật. Là một doanh nghiệp Việt, Lucamode hành động với lý tưởng, mang trí tuệ Việt, phụng sự cho người Việt, từ đó khẳng định tên tuổi của người Việt trên bản đồ công nghệ thế giới. Và tới đây, Lucamode sẽ xây dựng cộng đồng 300 triệu người dùng cùng với 1 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới và niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ tới năm 2027. Với tâm huyết xây dựng một Lucamode mang trong mình sứ mệnh lớn để hỗ trợ thế hệ trẻ sát lại gần nhau cùng kiến tạo nên những giá trị cho đất nước. Lucamode kiến tạo một tương lai gắn kết,